Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong những năm qua, các hoạt động hỗ trợ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như tích cực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức năng lực của cán bộ đoàn về khởi nghiệp, chú trọng tổ chức các cuộc thi tham quan các mô hình tiêu biểu của thanh niên. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng đã có nhiều giải pháp mô hình sáng tạo hỗ trợ động viên thanh niên khởi nghiệp, kết nối mở rộng quy mô hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên thông qua các chương trình hội nghị diễn đàn giữa đảng chính quyền địa phương với thanh niên. Việc tổ chức các phong trào, hành động cách mạng, các chương trình đồng hành cùng với thanh niên được đa dạng hóa theo cái hướng sát hợp hơn với thanh niên. Nội dung thứ ba nữa, cái việc thanh niên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp thì được đẩy mạnh tích cực hơn. Từ đó xuất hiện rất là nhiều các mô hình thanh niên tiêu biểu, các tổ hợp tác, các thành phần kinh tế tập thể trong thanh niên. Tại huyện Bù Đốp trong thời gian gần đây, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng huyện đoàn Buôn Đôn cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp như tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo huyện Buôn Đôn, đồng thời lập fanpage và group khởi nghiệp thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia. Tổ chức tập huấn tham quan các mô hình khởi nghiệp, tổ chức chương trình cà phê khởi nghiệp cùng các chuyên gia nhằm kết nối chia sẻ kiến thức và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn v.v. Mắt thì ban thường vụ đoàn sẽ tham mưu cho các vị chính quyền địa phương tiếp tục có cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các hợp tác xã, các farm trên địa bàn để tiếp tục mở rộng quy mô, kết nối các cái nguồn lực để đầu tư và kết nối các cái đơn vị bên ngoài để cung ứng sản phẩm để đầu ra. Không riêng gì huyện Bù Đốp, trong nhiệm kỳ 2017-2022 vượt qua nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19, các huyện thị thành đoàn trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua đó đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 125.000 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức 255 lớp đào tạo nghề cho trên 12.600 đoàn viên thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.725 đoàn viên thanh niên, tổ chức được 82 lớp tập huấn chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 4.860 đoàn viên thanh niên nông thôn trên địa bàn. Hỗ trợ 107 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho 458 đoàn viên thanh niên với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Duy trì thành lập mới 228 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế v.v. Thì về góc độ ban thường vụ đoàn cũng đã thường xuyên là tổ chức các hoạt động hướng về các bạn thanh niên khởi nghiệp như hỗ trợ về vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, cử các bạn tham gia các cái hoạt động như hoạt động ngày hội đổi mới sáng tạo này cũng là một trong những hoạt động mà để các bạn có thể là đưa các sản phẩm của mình được tiếp cận rộng rãi hơn đối với lại các nhà tiêu dùng và nhân dân hơn. Trong thời gian qua thì huyện Cường Búc thì có thể nói rằng là đã phát huy tốt cái vai trò thanh niên khởi nghiệp và đặc biệt là cái câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp của huyện Cường Búc trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên quản lý. Thì từ những thành viên đầu tiên có thể 5 đến 7 bạn thì đến bây giờ đây thì câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đã có hơn 30 bạn là thanh niên khởi nghiệp. Trên cơ sở đó thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng được cái sự định hướng chỉ đạo của các cấp các ngành, đặc biệt là sự quan tâm của thường trực tỉnh đoàn thì cũng đã kết nối với các đơn vị và tạo cái sự kết nối đó để cho các bạn thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận với các công chương trình và thật sự là hiệu quả về phát triển cho cái khu vực kinh tế của huyện Cường Búc. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự hỗ trợ về nguồn vốn kiến thức, nhiều đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực tăng gia sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Thì tổ hợp tác thành lập ra mục đích là vừa trao dồi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho anh em trong tổ hợp tác nuôi tốt hơn. Anh em nào có kinh nghiệm hay là mình trao đổi nhau, gặp mặt trao đổi nhau để cùng nhau phát triển con ốc nhồi này nó tốt hơn. Tại thì bản thân là cũng là chuyên môn từ phong trào đoàn, từ thể dục thể thao thì cũng tạo ra các sân chơi cho đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn. Và cái đầu tiên thì mình cũng phải là người đi đầu trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế để cho đoàn viên học hỏi.
Tin tưởng rằng với sự đồng hành sát cánh hỗ trợ của tổ chức đoàn hội, trong những năm tiếp theo, thanh niên Đắk Lắk sẽ phát huy năng lực sáng tạo, tham gia khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế thành công, tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.